bệnh bạn, mà men lăng mạ, đập điện thoại vào đầu cảnh sát 141. Ngày 9 tháng 4, thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng CVTB, sinh năm 1978, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội về hành vi tấn công tổ công tác 141 đo nồng độ cồn. Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 6 tháng 4, tổ công tác E5/141 Công an thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trước cửa nhà số 81, Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đã tiến hành dừng xe mô tô biển kiểm soát 29N1-76068 do NNT, sinh năm 1993, trú tại thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội điều khiển, chở CVTB ngồi sau để kiểm tra và yêu cầu thổi nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Kết quả kiểm tra trong hơi thở của T có nồng độ cồn là 0,699mg lít khí thở, vượt gần gấp đôi mức vi phạm kịch khung. Tuy nhiên, khi tổ công tác đang lập biên bản vi phạm thì CVTB có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia, có hành vi cản trở, lăng mạ tổ công tác. Đỉnh điểm là B đã dùng điện thoại di động đập vào đầu đồng chí Hà Văn Việt, cán bộ tổ công tác. Tổ công tác đã lập tức khống chế, đưa hai đối tượng trên về công an phường Vĩnh Tuy xác minh, xử lý theo quy định.